Giấc mơ siêu sao bóng đá của Đỗ Messi khiến cộng đồng cười ra nước mắt các bạn thân mến. Nằm mơ là một chuyện rất bình thường trong giấc ngủ của chúng ta. Mới đây, Đỗ Messi cũng lên stream chia sẻ về một giấc mơ của mình, thậm chí là cảm giác như thật. Nhưng mà mơ nó lạ lắm. Như chúng ta đều biết, Đỗ Messi là một người ngoài thích chơi game thì còn mê bóng đá. Và mới đây, anh đã chia sẻ lại giấc mơ lạ của mình. Nói nằm mơ. Hôm trước tôi kể các ông chưa nhỉ? Hôm trước tôi nằm mơ tôi đá bóng với cả Messi, Neymar với cả Mbappé đấy. Mẹ tôi dậy tôi cười tươi như hoa, tôi kể vợ tôi bảo ủa. Mẹ hôm nay dậy sớm thế, anh vừa mới đi đá bóng với cả Neymar, Messi với cả Mbappé đá giải từ thiện ở sân Thống Nhất xong, thế vui dã man luôn. Phối hợp ban bật các kiểu. Mẹ miệng cười tươi như hoa luôn. Ơ thật. Mẹ ngủ dậy vẫn còn vui mà. Như in trong đầu, thích đéo thì chịu được. Messi đá hay, chạy được. Ôi mẹ chọc khe tôi mấy quả phải thật. Giấc mơ ảo thực đấy này của Đỗ Messi đã khiến nhiều người nghe xong phải phi cười vì anh đã dính bộ môn FIFA Online 4 lắm rồi. Cười tươi như hoa, thế thì chịu rồi. Giao tiếp bằng tiếng Việt hay tiếng Anh về anh. Mẹ Ly biết, mẹ Ly buồn đấy. Còn các bạn nghĩ sao về giấc mơ lạ lùng này của Đỗ Messi? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.